Hello hello, chào mừng các bạn đến với channel Baby Ben. Thì chủ đề hôm nay là ông K, một nhân vật mà có lượng fan đông đảo trong bộ anime Naruto, có khi còn hơn cả thằng Men chính luôn. Thì trên tay mình là Itachi và Shisui. Trong video lần này mình sẽ hướng dẫn chi tiết cách mà mình chế tạo một con Itachi trong anbu với đầy đủ phụ kiện nhé. Đầu tiên là mặt nạ Ember và một thanh kiếm với vỏ đựng gà đen. Còn con Lego này là con Shisui. Được rồi, cùng mình làm nhé. Let's go, let's go. Thanh kiếm mình lấy từ bộ này. Và vỏ đựng kiếm thì mình làm từ bìa cạc tôn, mỏng thôi nhé. Một miếng sắt mỏng. Và giờ chúng ta sẽ cắt theo đường màu cam. Hơi xấu tí các bạn thông cảm nhé. Ông Keta được hai bản đen thui như này nè. Tiếp đến thì ta sẽ gấp và dán lại thui. Phần này sẽ là đế nhé. Bây giờ ta sẽ làm một cái vòng sắt. Với miếng sắt hồi này, mình sẽ cắt nó ra từng mảnh nhỏ nha. Ok, xong phần kiếm rồi nè các bạn. Hai cái này mình làm như nhau nhé. Nhưng mà cái bên trái là mình làm từ trước rồi nên nó sẽ đẹp hơn và gọn hơn. Còn cái bên phải do là vừa quay vừa làm nên không được đẹp cho lắm mà. Bây giờ sẽ là gà đen. Mình đang làm phần thân nha. Tới hai cái cánh. Và giờ chúng ta sẽ đi dán chúng nhé. Ura rời, thằng em mình nó bậy quá. Mới đi có tí mà như chiến trường vậy. Đéo tin. Ok em mình xong con gà rồi nè. Để sinh động và tăng đam, chúng ta phải. Thế là xong con gà này rồi nha các bạn. Ở đây mình có hai con, một con mở cánh và một con khép. Mặt nạ thì cũng làm tương tự ạ. Và sơn màu theo đúng nguyên tắc nha. Tiếp theo mình cần phải nhét cái cục nan châm này vào người giá trị. Sau đó gắn thêm một cục nữa vào đây. Và đó là tất cả các để tạo nên một Itachi perfect với đầy đủ phụ kiện nhé. Hãy bấm like và subscribe kênh Baby Ben để không bỏ lỡ những video hấp dẫn tiếp theo từ mình nhé. Chưa hết giới thiệu đâu, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và cái chuông nhỏ xinh bên dưới để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ mình nhé. Hy vọng video lần này sẽ giúp cho các bạn giải trí và các bạn cũng có thể tự chế cho mình một con Lego tuyệt vời.